Các cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông Trump sẽ kiên quyết với lập trường của mình tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 quốc gia công nghiệp G7 sắp tới ở Quebec, Canada, bất chấp những chỉ trích của các đồng minh về chính sách thương mại của ông. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Đức Angela Merkel dự báo các cuộc thảo luận vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần này sẽ khó khăn, chủ yếu là do chính sách thuế quan mới của chính quyền Trump đối với một số hàng nhập khẩu. Phát biểu trước Quốc hội Đức hôm thứ Tư mùng 6 tháng 6, bà Merkel nói với các nhà lập pháp rằng bà chủ liệu các cuộc đàm phán sẽ căng thẳng, nhưng nhấn mạnh rằng đối thoại luôn quan trọng và bà sẽ không ngại nói chuyện với Trump. Phát biểu với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow nói rằng nêu lên những khác biệt với các đồng minh là quan trọng. Nhưng ông Kudlow nói, ông hy vọng Tổng thống sẽ giữ vững lập trường. Ông Kudlow phủ nhận Hoa Kỳ hiện đang lâm vào cuộc chiến thương mại với các đối tác chiến lược của mình và với Trung Quốc, nhưng Mỹ sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ người lao động và các ngành công nghiệp Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao của Canada, Chrystia Freeland cho biết hôm thứ Tư rằng thuế nhập khẩu nhôm, thép vào Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 là bất hợp pháp và Canada sẽ có phản ứng và biện pháp đáp lại cân xứng. Tổng thống Trump sắp gặp gỡ với các nhà lãnh đạo G7. Ông dự trù sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May tại Anh vào tháng tới, và ông cũng dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO hàng năm được tổ chức tại Brussels vào giữa tháng 7.